6. Rồi, cảm ơn con luôn. Dạ, thay mặt chị Xuyên Nhật Bản gửi tiền cho chú để có vụ sau. Rồi, cảm ơn luôn, cảm ơn dạ. Con Xuyên Nhật Bản luôn. Dạ. Rồi. Dạ. Được không trời, thôi đưa đây cầm bình này cho. Ông ta phụ hồ mà kêu không biết đẩy. Rồi bây giờ đi Đạt ơi. Đây bắp dạ, cả chị ha. Chú. Dạ. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại vườn bắp của chú Hai Dũng á. Hôm trước mà chú nói là vườn bắp bán không được ở cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì Bùi Hồ được sự ủng hộ của chị Xuyên ở Nhật Bản và mua hết các con bắp của chú Hai với giá tiền là 2 con rưỡi bắp với giá tiền là 6 triệu đồng thì tương đương là khoảng 2,5 triệu một công. Thì hôm nay thì mua bắp này sẽ phát cho bà con ở quê mình cũng như là ủng hộ chia sẻ nó phần nào khó khăn của bà con nông dân ở quê mình. Và sáng nay thì các chú để vô đây hái rồi các Đạt rồi vô đây sẽ làm trước hái một số rồi sau đó cùng nhau đi hái và cùng nhau đi cho những cái người ở quê. Ôi chào chào chú. Chào. Vậy sao chào không nhìn ba đâu Quyền má, ông đi xa trời. Vậy hả nè, vô một bọc nhiêu nè tôi biết đâu vô một mấy trái. Chào ai? Chào đi con. Chào chú, chào mọi người coi. Đạt con đúng không? Hái xong thì sẽ hái đến đâu và chặt đến đó luôn cô bác anh chị. Hái xong thì mình sẽ với Đạt sẽ đi phát luôn. Tiếng hả? Ai cho cưng chặt cây bắp? Đây hái đến đầu chặt đến đó luôn hai tiếng ha. Vậy cho trống ta dễ đi luôn. Ừ. Này là tiếng này tận dụng này để cho bò ăn. Hái nãy giờ nhiều chưa Đạt? Nóng rồi. Dạ. Ra ngoài nóng rồi. Đây. Rồi, trái này được chưa? Ngon không? Rồi bắp Như nè. Rồi Tí nè. Chào Như. Chào mọi người. Muốn kiếm gậy không Như? Hả? Như không đi hai bóc rồi. Bạn đi hai bóc rồi. Đó. Đây nè. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Và đặc biệt là hôm nay thì cảm ơn chị Xuyên đã hỗ trợ. À, dạ? Vừa ăn vừa bẻ đi chứ già ăn ngon lành vậy. Già ăn, dạ, ăn đúng không? Ừ. Chứ là ăn già đi. Nhưng mà bắp mà phát cho người ta là bắp này là dừa đúng không? Dừa ăn ngon. Đây được bao giờ? Như biết hái không Như? Biết trái hái à? Trái là hái à? Hái ngứa dữ không? Không trời. Vậy hả? Lòn lòn vô coi chừng sót nha. Quá dặm mà dặm bắp trái cái này kìa đẩy gì vậy? Bây giờ cho nó nóng chụp dặm cái nó không đều quá cái nhỏ chứ gì? Như hái cũng giỏi dữ ta. Lực lượng làm đông không? Ai giác thì giác, ai hái thì hái, ai chặt thì chặt. Tới clip bên đây là nhiều lắm mà ha. Lụm vô đây, hai bay lụm vô đây. Mày vừa lụm vô đây. Chào quý vị nghe, bữa nay là mình đi bẻ bắp nghe. Bà Thiện. Vừa bãi. Mở khẩu trang ra cho con bà thấy luôn. Mở khẩu trang ra. Bữa nay mình đi vô bắp cho bà con vùng xanh mình cho nó cho nó hết mùa dịch chứ má hồ bà. Không biết đâu. Cho nó qua mùa dịch đi. Vùng xanh mình cho qua mùa dịch đang cho yên ổn. Trong nước ngoài nước gì cũng hết. Trong nước trừ hết bệnh dịch. Chào bà con. Trong nước trời nước. Bữa nay vui lắm nha Bùi Hồ. Dạ. Ông giúp được bà con là vui rồi. Công mà từ từ ông hết nửa công rồi đó. Này 3 công là lên clip còn là 2,5 công phải không? Rồi đúng rồi. 1 2 chơi mày ăn liền không tao. Dạ 3 4 5 6. Rồi cảm ơn con luôn. Dạ thay mặt chị Xuyên Nhật Bản gửi tiền cho chú để có vụ sau. Rồi, cảm ơn luôn, cảm ơn dạ. Cô Xuyên Nhật Bản luôn. Dạ. Rồi đi sạch đi. Rồi bây giờ con hái. Này bắp cũng vừa ăn hay dần hai. Chứ thứ năm là nó hơi già. Ừ, tao tính là nó đúng 2 tháng 5 ngày là bằng mọi giá phải bẻ. Tại vì nó tới đó là tới mức của nó. Dạ. 2 tháng 5 ngày. Rồi chúc ông mùa sau tính trồng gì nữa. Rồi. Giờ tao chưa biết trồng gì nữa nè. Để từ từ đi. Dạ. Ồ giác quá giác rồi. Đây lên Sài Gòn đây. Vui ha. Đấy nha. Được không? Coi vẫn rớt xuống á. Không. Thấy nữa đó. Giờ này hái nắng dữ không? Hả? Nắng. Được không trời? Thôi đưa đây cầm bình này cho. Dân ta phụ hồ kia không biết đẩy. Rồi bây giờ đi Đạt ơi. Qua vết tóc lấy bao luôn. Cùng què. Nặng không? Xe đó nặng không chú? Nói chung là bà con nông dân thì mùa này khổ lắm cô bác anh chị. Nói chung là làm què vốn là may rồi đó. Ngay cả những người mà làm lúa là què vốn là may mắn lắm rồi. Quay đồng đội này nữa nè. Nói gì với khán giả thôi. Nghe chưa hay là nghe hết đi. Hôm nay là Ấp Hạ, xã Tân Bình, Quỳnh Bình, tỉnh Đồng Tháp là có Bùi Hồ, Đạt, Dư Tuấn, Dúc Dùi và với bà con cô bác mình ở đây đã bẻ bắp gỡ cho với bà con mình. Giải cứu nông dân luôn. Giải cứu nông dân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ số tiền đã mua bắp tặng cho bà con Kim Tân Thành. Cảm ơn bà con cô bác. Tại quên tắt máy xe luôn. Cái hàng mà mé cặp mé là non là mình chừa lại ha. Coi cái nào nè mé non nó chừa lại. Cái đó bắp dặm thêm á. Còn cái lưỡi hái nào không? Rồi đây chặt tiếp rồi cho tống lần cho ảnh dễ giác ra. Có cái đâu mình có cái đường đi giác là được rồi. Ừ. Bẻ nó mau. Ủa sao mình không chặt sát gốc luôn nào mà chặt vậy? Bắp bò nó ăn nhiêu à? Vậy hả? Chè gốc. Để báo chứ. Mình nó chặt dọn cái gốc sao? Cái gốc nó già bò ăn không được phải không? Ừ. Chặt vô nước luôn đã. Thôi. Hả? Đây nè, nói chung là cây bắp này là không có bỏ gì đừng á. Để cho bò ăn. Dạ. Chạy xe làm hồ đi phát bắp. Ăn bắp không? Bắp không gì chị? Bắp không vậy? Bên đây. Dạ. Đây bắp cả chị ha. Dạ. Dạ. Bắp ngọt mới nấu luôn, mới hái luôn. Có một cái chiếc xe Honda tải thêm mới đủ. Rồi, cảm ơn nha. Đây. Dạ. Chúc cô ngon nha. Máng lên hàng rào. Chú làm gì vậy? Bắp chú. Dạ. Vô tới nhà luôn hả? Để chạy tới Đạt ơi, chạy tới. Quay lại cái nhà lúc trước luôn. Nè cầm này đi. Ủa sao chị? Mẹ hả? Ôi. Ê, ở nhà dịch mẹ con sống sao rồi? Khổ thấy mẹ luôn, cậu ăn mà xin được bao gạo từ thiện coi. Từ thiện đó. Rồi bữa em có gì em đi ngang rồi phát gạo. Dạ. Ở nhà ở thoáng mát nha. Nha. Thôi bữa nào em gặp nha. Tao điện mày điện, tao không quên cái điện mày mất tiêu rồi. Dạ. Điện nói mày phát ở ngoài Sài Gòn không à? Dạ. Nó nói đâu mày nói với thằng Hồ thứ coi, nó nói nó phát ở ngoài Sài Gòn không à? Tận mẹ con. Mày quên rằng tao có biết này đâu. Dạ. Thấy đẹp trai không? Ừ. Dạ. Ở đi lâu quá sớm nhìn không ra luôn. Quá thế lủng bọc rồi. Quên lấy giùm theo giùm nhà cái bọc trời. Tại nó đâm á. Bắp có chưa chú ơi? Không tư. Thì còn bao nhiêu bắp nữa là nó khoảng 1/3 của 2,5 đất thì mình sẽ phát vòng vòng. Ở ấp Hạ của mình thì mình cũng đã phát được 1 phần, còn 2 phần nữa thì mình sẽ hái đợt sau. Và đây là cái phần này còn lại mình đi vô một cái tuyến đường bị sạt lở của bác Vĩnh Triệt mình với Đạt đi. Rồi. Kèo 1, 2, 3, 4 cô. 4 cô mấy bọc rồi? 6 bọc rồi. Dạ rồi được rồi. Dạ con đẩy đây cô. Nói chung là bắp này bắp non ta phái chút rồi nha. Bắp mới ta phái. Bắp dạ lần dạ chụp xong lấy luôn nha trời. Rồi. Bắp này nướng nha. Còn bao lọc hả? 4 bọc nữa. Còn nữa. Kết thúc của bác Vĩnh Triệt Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản đã ủng hộ cho Bùi Hồ, và sẽ còn những đợt bắt tiếp theo tại vì hái chưa hết của bác Vĩnh Triệt. Nói chung là bao nhiêu đây